Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Chi Hùng chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020. Năm 1965, ngày 19 tháng 6, được lấy là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hàng năm từ năm 1965 tới năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa đề nghị lúc nào cũng tổ chức long trọng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau biến cố 30 tháng 4 chạy sang nước Mỹ. Các cựu quân nhân của lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn tụ tập lại hàng năm, vẫn tổ chức ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm ngoái, năm 2019, ở tại bang California, một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, đó là ông thượng nghị sĩ Tom Umberg. Ông có đưa ra một cái dự luật để biểu quyết đó là nghị quyết SCR 86 để công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực là ngày cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng hòa. Năm ngoái tổ chức năm nay họ dự trù tổ chức long trọng hơn cả lưỡng viên quốc hội Cali để công nhận ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thật ra chuyện này nó không có đáng nói nhưng mà chúng ta ôn lại lịch sử thôi. Ôn lại lịch sử thì biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963. Hội đồng quân nhân lúc đó dưới sự lãnh đạo của ông tướng Dương Văn Minh đã lật đổ giết chết hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là Ngô Đình Nhu đó là ngày 1 tháng 11 năm 1963. Hình ảnh mà hai anh em bị bắn chết ấy, thì cảm thấy rất là đau xót. Nhất là thấy rằng một số các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tươi cười đứng chụp hình trên hai cái xác chết đó. Cái câu hỏi nhiều người cũng hỏi đó là tại sao bây giờ đó ở hải ngoại nhiều nơi tôn kính ông Ngô Đình Diệm và làm lễ dỗ của ông Ngô Đình Diệm. Mà lúc đó đó thì chính những người Tây chân đàn em thân tín của ông Ngô Đình Diệm lật đổ và sát hại ông. Rồi họ lại có những câu hỏi, những cái so sánh tương tự. Hở một chút xíu thì bên phía hải ngoại nói rằng là của Hồ Chí Minh là tàn là ác. Nhưng mà tại sao những đàn em của cụ Hồ Chí Minh lại rất thương, rất tiếc, rất nhớ cụ Hồ, nhất là khi cụ Hồ mất năm 1969 thì cả miền Bắc khóc thương. Những câu hỏi như vậy rất là hay, nhưng hôm nay tôi chưa trả lời cái câu hỏi đó. Hôm nay tôi chỉ muốn ôn lại lịch sử về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa một chút xíu và có cái nhận định riêng của tôi. Sau khi mà đảo tránh ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 xong đó thưa quý vị, 4 tháng sau, vào tháng Giêng, cuối tháng Giêng năm 1964, thì tướng Nguyễn Khánh cùng với một số đảng viên đảng Đại Việt lật đổ, làm đảo tránh ông Dương Văn Minh lập ra hội đồng quân nhân hội đồng quân nhân đó tên là tiếp nối thì có ông tướng nguyễn khánh làm chủ tịch thì ông nguyễn khánh ở cái chức vụ của cái chủ tịch của hội đồng quân nhân đó là hơn một năm cho đến tháng 10 tháng 2 năm 1965 tức là hơn năm thì tháng 2 năm 1965 vào ngày 16 tháng 2 năm 1965 Thì ông tướng Nguyễn Khánh Ông nhân danh là Chủ tịch Hội đồng Quân lực Ông đã quyết định bổ nhiệm Ông Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng à, Bây giờ Việt Nam Cộng Hòa Có nhiều cái cảnh lạ lắm Có quốc trưởng Xong rồi bổ nhiệm ông Phan Huy Quát Là thủ tướng nhưng mà quốc trưởng và thủ tướng thì coi như không có thực lực Cái thực lực nó nằm ở trong cái Chủ tịch Hội đồng Quân lực là ông Nguyễn Khánh. Như vậy là quyền lực từ ngày sau khi lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm, quyền lực nằm ở trong quân đội. Các chức vụ kia đều chỉ là bù nhìn hết, không giải quyết được vấn đề. Đó là vào ngày 12 ngày 16 tháng 2 năm 1965. Ông Nguyễn Khánh với tư cách là chủ tịch Hội đồng Quân lực Đạt ký tức là còn trên cả quốc trưởng mà ký cái xác lệnh bổ nhiệm quốc trưởng rồi bổ nhiệm thủ tướng. Các cái vấn đề của cái hiến trương Vũng Tàu nó đã được âm ỉ trước đó nữa nên 10 ngày sau ngày 25 tháng 2 năm 1965 các tướng lãnh họp lại. Trong đó có ông tướng mà nổi danh sau này là ông tướng Râu Kẹm Nguyễn Cao Kỳ lúc đó còn một người rất là trẻ thì họ trút phế ông Nguyễn Khánh ông Nguyễn Khánh bị trút phế vào ngày 25 tháng 2 năm 1965 và sau khi trút phế thì ở trong Nam cái cảnh nó rất là loạn lạc không biết làm cái gì hết một ông á, là thủ tướng Phan Huy Quát là coi như là thủ tướng nhưng mà lúc đầu được bổ nhiệm mà cái thực quyền nó nằm ở trong ở trong cái ủy ban quân lực á nên ngày 20 mươi mấy tháng tháng hai tháng năm á là ông tướng ông thủ tướng phan huy quát ông bắt đầu quyết định cải tổ nội các ông quyết định thay thế một số tổng trưởng nhưng mà rồi bị các giáo dân công giáo ở hố nai rồi gì đó lên họ biểu tình dữ dội lắm đó là một cái cảnh loạn Ly loạn của miền Nam lúc đó Rất là sẽ sợ Thế rồi đến ngày 11 tháng 6 năm 1965 Thì ông Thủ tướng Phan Huy Quát Ông mới triệu tập một hội đồng chính phủ Để giải quyết Nhưng không có cách giải quyết được Chống đánh xuôi kèn thổi ngược Nó giống như là Quân vô chủ Không có ai làm làm chủ đổ được tình hình Chính vì như vậy đó cho nên là ngày 14 tháng 6 năm 1965 ông Phan Khắc Sửu ông từ chức ông không có làm quốc trưởng nữa, bỏ. Rồi bây giờ đó là ông Phan Huy Quát thấy như vậy thôi bây giờ nó sao bây giờ là chúng tôi không điều hành nổi quốc gia. Thôi thì bây giờ là quân đội đã làm đảo chánh rồi. Thì bây giờ giao lại cho quân đội thì quân đội hãy nhận lãnh nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia luôn nên à, ông à, Phan Huy Quát và ông Phan Khắc Sửu Phan Khắc Sửu từ chức không có làm cái à, quốc trưởng nữa ông Phan Huy Quát từ chức không làm thủ tướng thì các tướng lãnh lúc đó họp lại họ nói để họ tiếp thu quyền lực họ mới lập ra hai cái ủy ban một cái ủy ban á, là Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm lãnh đạo và một cái ủy ban là Ủy ban Hành pháp Trung ương do ông Thiếu tướng lúc đó là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ lãnh đạo. Thời gian đó thưa quý vị, cái Ủy ban Hành pháp Trung ương của ông Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ mới là có thực quyền. Chứ không phải là của ông Nguyễn Văn Thiệu ông Thiều đó là đóng cái vai gần giống như là ủy ban lãnh đạo là gần giống như là bù nhìn những cái thời kỳ của ông Phan Khắc Sửu vậy thôi nó mới đưa đến một cái chuyện đấu đá sau là cái sự tranh giành quyền lực giữa ông Nguyễn Cao Kỳ và ông Nguyễn Văn Thiều Nhưng mà ông Nguyễn Văn Thiệu cao cơ hơn, biến cái giả quyền thành thực quyền. Còn ông Nguyễn Cao Kỳ có thực quyền, nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ không giỏi về chính trị, không có những cái thủ đoạn chính trị và ông Nguyễn Văn Thiệu nên từ từ mất quyền lực cho ông Thiệu nên từ từ mất quyền lực cho ông Thiệu rồi sau đó có những cái cuộc bầu cử thì ông Thiệu mới nắm quyền được ông Thiệu nắm quyền được làm lên làm tổng thống thì ông Thiệu á ông muốn trở thành một nhà độc tài từ từ ông mới bắt đầu là ông đẩy ông Nguyễn Cao Kỳ Ông Nguyễn Cao Kỳ được lên làm thủ tướng nhưng mà thực sự cái quyền á, lúc đó lại là nằm ở trong tay ông Thiệu trước thì cái chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương là ông nguyễn cao kỳ nắm thì đó là thực quyền ông nguyễn văn thiệu nắm ủy ban lãnh đạo trung ương thì đó là giả quyền nhưng khi mà ông thiệu đi những cái đoàn chính trị mới lật ngược lại thế cờ thì ông thiệu lên làm tổng thống là thực quyền còn ông kỳ lên làm thủ tướng thì lại không có quyền Tổng thống thì lại là, là tổng tư lệnh quân đội luôn nên nó có thực quyền. Ông Kỳ thì không có thực quyền nữa. Khi thấy ông Kỳ không có thực quyền nữa thì ông Thiệu bắt đầu từ từ tìm bằng mọi cách gom quyền. Trước kia đó theo lời của ông Hà Thúc ký, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Trần Thiện Kim và ông Nguyễn Kiểu đều được tuyên thể vào Đảng Đại Việt. Đều được tuyên thể vào Đảng Đại Việt. Nhưng khi ông Nguyễn Văn Thiệu lên nắm được quyền rồi đó Thì ông Nguyễn Văn Thiệu muốn lật đảng Đại Việt luôn Ông Thiệu lập ra đảng Dân Chủ Và tìm bằng mọi cách là mua chuộc tất cả các quân nhân cấp tá lên tới cấp tướng Gia nhập vào đảng Dân Chủ Để trở thành độc quyền trong chính trường miền Nam nếu không có biến cố năm 1975, tiếp diễn đó, thì đảng Dân Chủ của ông Thiệu sẽ trở thành giống như một đảng cần lao của ông Ngô Đình Diệm Và rồi cũng sẽ trở thành là một đảng độc tài Vì đó là chiêu thức đi của ông Nguyễn Văn Thiệu Thế trở lại ngày 19 tháng 6 năm 1965, thưa quý vị Thì sau khi mà ông Quốc trưởng Phan Khắc Sửu Ông từ chức, không làm Quốc trưởng Ông Phan Huy Quát từ chức, không làm Thủ tướng thì lập ra hai cái ủy ban ủy ban hành pháp trung ương thì do chính ông thiếu tướng nguyễn cao kỳ là một tướng trẻ lúc đó là người ta tin tưởng ông có cái sự nhiệt huyết và chống cộng để lãnh đạo quốc gia và cái ủy ban lãnh đạo quốc gia thì lúc đó là không có quyền nhưng mà lại là có cái danh thì do ông trung tướng nguyễn văn thiệu đứng đầu và họ nói rằng là chất quân đội quân đội lãnh nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia lãnh đạo quốc gia và chiến đấu cho quốc gia ngày 19 tháng 6 là được trong cái ý nghĩa đó lúc đầu. tức là theo cái sử quan của Việt Nam Cộng Hòa mà tôi là cái người trước đây ở trong cái sử quan đó cho là tôi đã được uh, huấn luyện trong cái ánh nhìn đó Ngày 19 tháng 6 là ngày quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chịu trách nhiệm lãnh đạo và còn chịu trách nhiệm luôn cả sự chiến đấu. Nên họ vinh danh ngày đó dữ dằn lắm. Như tôi đã nói rằng là từ năm 75 tới nay vẫn tiếp tục vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Để rồi có một thượng nghị sĩ ở tại bang California là ông Tom Umberg năm ngoái thông qua cái nghị quyết SCR 86 công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rồi năm nay họ tổ chức lớn. Thì góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào? Thưa quý vị, tôi nhớ cái câu chuyện cũng do các chú các bác kể cho tôi thôi, chứ không có ai mà biết nhiều như vậy. Đó là cái thời kỳ của các chú các bác Việt Nam Cộng Hòa đó. Các chú các bác Việt Nam Cộng Hòa rất thích một cô đào người Pháp tên là Brigitte đồ cô đào người Pháp này á, là người ta nói là nảy nở giống như cô đào Marilyn Monroe đó người ta gọi đó là nữ thần sex nhìn cô đào này là bốc lửa các bác á, là sinh năm 1927 28, 30 gì đó còn cái cô đào Richard Bordeaux đó thì sinh năm 1934 nên đối với các bác của Việt Nam Cộng Hòa đó Là mê tích cái cô đào này lắm, đẹp lắm Rất là đẹp Thế nhưng mà tôi hỏi các bác bây giờ Các bác có biết rằng là cô đào Bridget Bordeaux nó như thế nào không? Cô đào Bridget Bordeaux bây giờ đó Nó đã 80 mấy tuổi à, 86 tuổi mà nếu mà các bác, các chú mà nhìn thấy cái cô đào này bây giờ đó là chắc là tởn liền thôi. Trợn hai con mắt. Không ngờ xấu dễ sợ vậy đó. Bây giờ thì béo phì mặt thì già răng nghỉ. Và hôi hám nữa. Cô đào Pritchett Bordeaux thần tượng của các bác. Lộng lẫy một thời. Nhưng mà theo thời gian nó cũng phải bị úa cái gì mà mình ôm nó quá đó chờ nó có đẹp lúc đầu đó thì nó cũng trở thành cái gì ghê tởm cô đào Bridget Bordeaux đó đẹp nhưng mà cô đào ấy khôn ngoan từ năm 1973 biết rằng người phụ nữ tới như vậy không xuất hiện nữa tới bây giờ Là 47 năm Bà không xuất hiện Nhưng mà hình ảnh của bà bây giờ đó Mà nếu mà các bác các chú bà xem Hình ảnh thiệt bây giờ đó Thì kinh lắm Bà sau này bà mập bà lên xấu xí Rồi bà đã từng phải diet trở lại Rồi cái khuôn mặt của bà nó sẽ Bà phải sửa rất là nhiều Răng thì rụng nữa Đó là cái thực tế của con người thời gian làm phai nhòa tất cả hủy hoại ôm cái gì mà quá khứ riết cho tới hơn bây giờ đó thì tới cái lúc đó nó sẽ trở thành theo thuyết nhà Phật nó có sự luân hồi đó, đó. nó tới cái mức cực điểm rồi nó xuống nó kinh lắm thì cái biến cố mà những nhân vật như ông Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Cao Kỳ lãnh đạo quốc gia lập ra cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu nó có đẹp, nếu nó có đẹp, thì nó cũng chỉ đẹp trong cái thời gian đó. Nếu nó có hào hùng, thì nó cũng chỉ có cái sự hào hùng trong cái thời gian đó. Nhưng mà thực sự là có 9 năm, có 9 năm của ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những năm sau đó là toàn là sự đấu đá quyền lực Giữa những tướng tá với nhau Rồi sau đó là đấu đá quyền lực Giữa các đảng phái với nhau Chính trường miền Nam Sáu trộn liên miên Đâu có yên bình Không có yên bình Phải không? Nhưng bây giờ đó, một trong những người là chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương là ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông cũng đã nhìn ra được vấn đề. Và rồi ông trở về nước. Chuyện ông trở về nước thì cả nước cả thế giới biết rồi. Ông đã từng có những lời tuyên bố chúng ta muốn thống nhất nhưng không thống nhất được mà những người anh em miền Bắc đã thống nhất được thì cứ để cho họ xây dựng góp tay với họ để xây dựng đó là người nồng cốt trong ủy ban là lãnh đạo ủy ban hành pháp trung ương nếu nói là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó không có ông Nguyễn Cao Kỳ thì không có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi những người như ông nguyễn văn Thiệu cũng đã ra đi hết rồi bây giờ vẫn ôm cái cái ngày đó mà bây giờ nó giống như một cô gái giàu có lúc đó có đẹp đi nữa đó thì giống như đẹp như bà Bridget bodo lúc đó đi. Và bây giờ đó thì nó như vậy nè mà vẫn cứ ôm nó ôm nó đến độ mà ông tom ôm bớt ra một cái ngụy kiến scr scr 86. Để Vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa Thì đó cũng chỉ là một cái vinh danh Nhưng mà đó là thật ra Cũng chỉ là để kiếm phiếu Để làm mát ruột các bác Việt Nam Cộng Hòa còn đang ở California Bỏ phiếu cho ổng thôi Chứ họ thực tế Cũng chả có cái gì gọi là Thương tiếc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đâu Hãy xem các cựu chức binh Hoa Kỳ đó Ở tại Việt Nam nó Khi về lại Mỹ đó, Nhiều người không thành công Đứng ngoài đường ăn xin đầy hết Ra ngoài cầm cái bảng là cho Việt Nam vét tôi là Cựu chiến binh ở tại Việt Nam Hỏi ông thượng nghị sĩ Tom Mumberg đi Ông có thương tiếc những người đó không Có ra giúp đỡ những người đó đâu Đâu xa đâu Ở Los Angeles đó cái khu mà vô gia cư 50.000 người đó là không biết bao nhiêu là cựu chiến binh tại Việt Nam. Nếu mà thực sự ông Tom Unberg á, mà ông thương tiếc cái gì đó đó thì tôi nghĩ rằng ông nên tới và ông giúp đỡ các cựu chứng minh đó tốt nhất. Chứ còn bây giờ đó là cứ để làm mát ruột các bác bên này và bảy mươi mấy, tám chục còn mặc đồ lính rằng ri ra mang súng thấy nó nó kỳ lắm tôi không dám nói mà nói ra thì lại cái chửi tôi nhưng mà tôi nói thật sự đó thấy nó bệnh lắm nó giống như là cái bà phụ nữ là bà đẹp như là bà Bridget Bordeaux đi nữa hồi xưa đó mà bà ra mà bà làm dáng hồi xưa bà làm dáng thì người ta thương chứ bây giờ bà làm dáng thì ai cũng ghét hết đó. tôi không biết các bác nghĩ sao chứ còn tôi thấy cái cảnh đó là tôi ngưỡng lắm rất là ngưỡng thiết Cô đào Richard Bordeaux hồi xưa đẹp một cái lời cái làm dáng của cô ấy nó rất đẹp lắm cái đá lông nheo của cô ấy cũng rất là đẹp đúng cái nụ cười của cô ấy lúc đó là ai thấy mê đúng nhưng bây giờ mà ra một cái bài già đó là mập mà cái mặt sệ như làm dáng á tôi bảo đảm với quý vị chỉ muốn tán thôi thì quý vị hãy nghĩ lại cảnh mà quốc lực Việt Nam cộng hòa đó nó cũng giống như vậy thôi cách mà quý vị làm á người ta chỉ muốn tán nó mặt thôi nói nó thiệt đi nên ông Tom ông bớt đó, mà ông mà làm cái kiểu đó cũng chỉ muốn tán vào mặt thôi không có cái gì để mà gọi là, là là vinh dự cả rồi các bác bây giờ đó là còn ra còn cầm súng rồi đeo súng rồi bảo là để, để bảo vệ thủ đô Lý Đức, Sài Gòn thôi đi các bác tuổi nó bị biểu tình đó nó trẻ nó mười mấy hai chục nó ba mươi tuổi nó đẩy một cái té xuống khổ, khổ thân nữa kìa các bác các chú của lực việt nam cộng hòa lúc mà trẻ nhất đó, là năm 1975 là 18 tuổi cộng bây giờ thêm 45 năm nữa thì ông nào ông nấy cũng đã trên 63 tuổi các cụ hết rồi mình phải tự biết thân mình chứ bây giờ cái còn cái là cái ôm vào cái quá khứ đó rễ rồi ra cứ cứ là hào hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đúng hào hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời đã đứng là đã hàng thứ tư hào hùng của thế giới thì chúng ta giữ lấy cái hào hùng đó trong một cái ảnh kỷ niệm đúng nhưng mà mang ra để mà làm cái trò hề bây giờ đó thì các bác cứ việc làm trò hề nhưng mà tôi dám nói đó là trò hề Giống như bà bà Bridget Bordeaux mà ra bây giờ làm nũng á Người ta chỉ muốn tán vào mặt thôi Thì các bác làm cái trò đó người ta cũng chỉ muốn tán với mặt thôi Hậu duệ của chúng tôi thấy cảm thấy muốn tán vào mặt luôn Nói thiệt Giận thì cũng nói Không nói không được Giờ đã 45 năm rồi mình phải tự biết mình thời gian Ngay cả ông Nguyễn Cao Kỳ là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương Người coi như là cái nông cốt mới có ngày quân lực thế mà người ta còn ý thức còn các bác lại không chịu ý thức các bác không chịu ý thức đó cái cảnh xáo trộn của miền nam nó như vậy cái cảnh đó mà đòi dân chủ rồi đó mà nếu mà tiếp tục như vậy đất nước đó, như thế nào chính đông nguyễn văn thiệu đó, Năm 71, 72 lập ra đảng Dân Chủ rồi ông cũng muốn siết chặt lại Ông muốn là đảng Dân Chủ của ông phải là phải là, là là, là, thống trị luôn Để giữ cái an bình cho miền Nam Là phải có một đảng Dân Chủ thôi Thời kỳ ông Ngô Đình Diệm thì chỉ chỉ có một đảng cần lao thôi Các đảng khác, khác như là Đại Việt đó Chúng tôi bắt bỏ tù Việt Nam có chứ đảng là chúng tôi bắt bỏ tù thì làm gì đấu đá với nhau tranh giành quyền lực tôi kể câu chuyện lịch sử này đến các bạn trẻ những bạn trẻ chưa biết lịch sử thì để hiểu lịch sử hơn tôi không nói rằng tôi chê bai quân lực việt nam cộng hòa tôi chưa nói cái đó bao giờ nha tôi nói rằng là nếu có đẹp thì có đẹp cái thời gian đó đủ rồi nó giống như người phụ nữ Như cô đào Bridget Bardo đẹp Thì chỉ đẹp trong cái thời gian đó Và bà ý thức được Cho nên từ năm 73 Bà không xuất hiện nữa Bây giờ thì bà mà ra đó thì kinh lắm Nhưng mà các bác Việt Nam Cộng Hòa đó Thì cũng đã có từng đó năm giống như vậy Nhưng không ý thức được Vẫn tiếp tục núi tiếc kéo dài cho đến ngày hôm nay để rồi những thượng nghị sĩ như thượng nghị sĩ Tom Umberg Làm cái cảnh đó Nó gần giống như cái cảnh mà cô đạo Bridget bọc đô mà xuất hiện mà ra làm nũng Nó tởm lắm Chỉ muốn trắng vào mặt à? Lời thật mất lòng Nói một lần cho xong Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả Theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Duy Hùng Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020 hẹn gặp quý vị trong clip sau